Tôi xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi lại gặp các bạn với một loại trái cây mới lạ mới xuất hiện tại Việt Nam. Tôi giới thiệu với các bạn, đây là trái kiwi. Như các bạn đã từng biết, kiwi có rất nhiều loại khác nhau, như kiwi vàng, kiwi xanh. Thì hôm nay tôi giới thiệu cho các bạn về giống trái cây mới lạ, đó là kiwi đỏ. Đối với giống kiwi xanh và giống kiwi vàng thì vỏ quả có màu vàng xám. Còn đối với giống kiwi đỏ này thì quả có vỏ màu xanh và trên vỏ có những chấm màu nâu. Đây là trái kiwi vàng tôi đã bổ đôi. Thì ruột quả bên trong có màu vàng và ở giữa xen lẫn những hạt kiwi màu đen. Bây giờ tôi bổ trái kiwi đỏ này ra để cho các bạn xem sự khác biệt giữa hai loại kiwi này như thế nào nhé. Wow, trái kiwi đỏ này có màu sắc bên trong rất là đẹp các bạn ạ. Bây giờ tôi cho các bạn xem màu sắc của thịt trái kiwi đỏ này nhé. Đây là màu sắc bên trong thịt của trái kiwi đỏ. Rất là đẹp. Bên trong có những chỉ màu đỏ và xen lẫn những hạt màu đen. Còn đây là trái kiwi vàng. Khác hoàn toàn so với trái kiwi đỏ. Bây giờ tôi gọt vỏ ra ăn thử xem sự khác biệt của hương vị giữa hai loại kiwi này như thế nào. Đây là trái kiwi đỏ thì có thịt màu xanh và ở giữa là xen lẫn những cái sợi chỉ giống như bông hoa màu đỏ cùng với những hạt màu đen. Rất là đẹp. Còn đây là trái kiwi vàng. Vỏ quả thì có màu nâu vàng và thịt quả có màu vàng xen lẫn những hạt màu đen. Hai loại kiwi này khác hoàn toàn nhau. Đây là kiwi đỏ và đây là quả kiwi và đây là quả kiwi vàng.
Bây giờ tôi ăn thử xem hương vị của trái kiwi đỏ này như thế nào nhé. Thật tuyệt vời các bạn ạ. So sánh giữa các cái giống kiwi khác thì quả khi chín thì có thịt mềm hơn. Thì đối với giống kiwi đỏ này, quả khi chín có thịt cứng hơn và khi ăn thì thịt của quả kiwi đỏ này ngọt hơn, thơm hơn, ngon hơn các loại kiwi khác rất là nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn một loại kiwi ngon và tuyệt vời như thế này. Giống trái cây kiwi đỏ này chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Hiện nay các cái sản phẩm kiwi đỏ hoàn toàn được nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam. Tại Việt Nam chưa có một cá thể hộ nông dân nào trồng giống cây kiwi đỏ để phục vụ mục đích sản xuất kinh tế. Tại nước ngoài thì giống kiwi đỏ là một giống cây trồng rất là dễ trồng, dễ chăm sóc, ít bị sâu bệnh. Cây cho rất sai quả và cho năng suất rất là cao. Đây là một giống cây trồng cần được thử nghiệm và nhân giống trồng tại Việt Nam mở ra một cơ hội mới, một tiềm năng kinh tế mới để phát triển kinh tế cho các hộ nông dân của Việt Nam trong thời gian tới.